Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin ngày 4 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Người dân cách ly tại cơ sở 2, tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yên tâm tuân thủ nghiêm các quy định trong khu vực cách ly. Huyện Tam Đường tích cực phòng chống dịch cúm gia cầm. Xã Mường So, huyện Phong Thổ đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa có thông cáo báo chí số 5 thông báo về việc thực hiện biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 133 và bệnh nhân số 172. Theo đó, ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm chính thức các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 133 và bệnh nhân số 172, theo đó ít nhất một lần có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 3 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến, thống nhất phương án thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cụ thể như sau. 1. Các trường hợp F3 của 25 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân số 133 đã có kết quả xét nghiệm 2 lần khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Kết thúc việc thực hiện áp dụng cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe, trừ các trường hợp có biểu hiện triệu chứng nghi mắc COVID-19. 2. Giao Giám đốc Sở Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo, đảm bảo đúng quy định. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cùng một kỳ chi trả. Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Địa điểm chi trả. Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM, Bưu điện tỉnh sẽ chuyển đầy đủ lương hưu, trợ cấp tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành. Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt, Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà, theo địa chỉ người nhận cho người hưởng có địa chỉ nhận đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của địa phương và cơ quan bảo hiểm xã hội có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. Sau khi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thành lập 4 chốt kiểm soát dịch tại địa bàn của huyện Than Uyên, ngã ba liên ngành thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường và ngã ba cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, các chốt đã hoạt động liên tục 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và được chia làm 3 ca. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, tại 4 chốt đã tiến hành kiểm soát hơn 25.000 người, trong đó người Việt Nam gần 25.000 người và 19 người nước ngoài, với một trường hợp đến từ vùng có dịch đã được đưa vào cách ly tập trung. Các chốt kiểm soát cũng đã được thực hiện kiểm soát trên 10.000 phương tiện. Tất cả các hành khách và người tham gia giao thông khi qua trạm đều phải khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử trùng tay và được tư vấn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở hay phương tiện chở hàng hóa có khả năng lây truyền dịch bệnh sẽ được kịp thời phát hiện để có biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn tỉnh có một ca bệnh xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. F1 đã ghi nhận 46 trường hợp, trong đó 26 người nội tỉnh, 25 người đã cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một người là con của ca bệnh đã về Hà Nội chăm sóc mẹ. F2 ghi nhận gần 550 người, tăng 27 người so với ngày 30 tháng 3. 100% F2 đã được đưa vào cách ly tập trung tại các cơ sở và hơn 1.800 trường hợp FA đang thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú. Cùng với đó, đến nay, số ca nghi mắc lũy tích toàn tỉnh là 69 trường hợp, trong đó 61 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 8 trường hợp đang chờ kết quả.
Toàn tỉnh cũng có 57 trường hợp loại khỏi danh sách nghi mắc, 325 công dân đã cách ly qua 14 ngày, còn 12 trường hợp đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế trong tỉnh và hơn 2.700 trường hợp khác áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thưa quý vị, yên tâm có ý thức tuân thủ nghiêm các quy định trong khu vực cách ly tại cơ sở 2 thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là thái độ hành động chung của tất cả mọi người bị nghi nhiễm COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình của chị Giàng Thị Trinh ở bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường có 4 mẹ con đều trong diện cách ly tập trung do nằm trong trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặc dù các con còn nhỏ, việc chăm sóc các cháu rất vất vả, nhưng với sự động viên giúp đỡ của các nhân viên y tế, đội ngũ phục vụ, chị cảm thấy rất yên tâm khi đi cách ly. Nói chung là vào đây thì cũng được các bác phục vụ tận tình chu đáo, nhưng mà này, em có con nhỏ thì em vẫn thấy có nỗi vất vả khổ riêng. Không, cháu cũng không biết gì, cháu cứ ngây thơ chạy đi khắp cả tầng trên này đi chơi thôi, vẫn cứ hồn nhiên đi chơi chỗ này chỗ nọ. Chu đáo được cấp phát thức ăn, thức uống và đồ tư trang cá nhân. Hiện khu cách ly cơ sở 2 tại tiểu đoàn BB1 có trên 200 trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn tại khu cách ly, công tác kiểm soát luôn được các cán bộ y tế, lực lượng vũ trang đề cao cảnh giác. Việc tuyên truyền cho nhân dân hiểu sự nguy hiểm về dịch bệnh này luôn được triển khai hàng ngày trên loa truyền thanh. Bên cạnh đó, cán bộ y tế được giao nhiệm vụ tại cơ sở này cũng tiến hành tuyên truyền trực tiếp cho mọi người cần đeo khẩu trang thường xuyên. Việc phun trùng khử độc tại các phòng được tiến hành vào mỗi buổi chiều. Chế độ ăn uống của mọi người luôn được đảm bảo đủ chất. Người dân sau khi được tuyên truyền đã yên tâm tuân thủ mọi quy định của khu cách ly, ăn ở hợp vệ sinh, không vứt xả rác bừa bãi, tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Ăn uống thì cũng đầy đủ và phục vụ đúng tận tình. Các anh chị sĩ cũng phục vụ đúng nơi, đúng chỗ mà các y bác sĩ cũng tuyên truyền. Cũng đúng cách, tương ở trong cái phòng cách ly này. Việc mọi người trong khu cách ly tại cơ sở 2 thuộc tiểu đoàn BB1, trung đoàn 880 tuân thủ nghiêm các quy định được đề ra cho thấy rằng mọi người đã thực sự hiểu được sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Tất cả mọi người đều có thái độ và hành động chung tay, đồng lòng cùng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn của thành phố Lai Châu, tỉnh ta nói riêng và toàn quốc nói chung. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tổng đàn 219.000 con, huyện Tam Đường là một trong những huyện dẫn đầu tỉnh về chăn nuôi gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A H5N1, H5N6 và H7N9, thời gian qua, chính quyền huyện Tam Đường đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại kinh tế cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trong khi các hộ chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về đầu ra do bị ảnh hưởng của COVID-19, thì dịch cúm gia cầm lại bùng phát ở một số tỉnh thành trên cả nước, gây khó khăn cho người chăn nuôi. Để ổn định phát triển kinh tế, sát cánh cùng với người nông dân vượt qua khó khăn, huyện Tam Đường đã chỉ đạo quyết liệt phối hợp với chính quyền cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng dịch, phun khử trùng tiêu độc trên diện rộng và kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia cầm. Trên cơ sở cái tình hình như vậy thì phòng và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là tăng cường xuống cơ sở là tuyên truyền với bà con nông dân là cái về cái tính nguy hiểm của một số cái bệnh mà dễ mắc ở trên một số loại gia súc gia cầm, ví dụ như là lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, và nhất là cái thời gian gần đây là có cái dịch COVID-19 đang xảy ra ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Thì từ công tác đấy thì cũng khuyến cáo bà con là không mua những cái loại thức ăn, cái sản phẩm từ động vật mà không có nguồn gốc. Mà thứ hai nữa là ở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn là tăng cường kiểm tra cái vận chuyển cái động vật mà không có nguồn gốc vào địa bàn. Được cung ứng thuốc tiêu độc khử trùng kịp thời, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng ở bản Đông Phong, xã Thèn Xin đã tiến hành phun đồng loạt hệ thống chuồng trại theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Với tổng đàn trên 140 con, anh Thắng luôn nêu cao ý thức phòng chống dịch, tham gia tiêm phòng định kỳ và khai báo tình hình chăn nuôi. Bên cạnh đó, đảm bảo thức ăn cho đàn gia cầm phát triển tốt trong thời điểm dịch bệnh có nguy cơ xuất hiện, bùng phát.
hiện tại là gia đình đang chăn nuôi trên 100 con gà vịt. Và hàng tháng thì chúng tôi tiến hành tiêm vaccine định kỳ hàng tháng, và công tác phun tiêu độc khử trùng là phun theo hàng tuần. Vì hiện nay là cũng trước cái nguy cơ mà dịch bùng phát thì gia đình cũng đã phun thuốc định kỳ hơn để đảm bảo bảo vệ các đàn gia súc gia cầm của gia đình. Tại xã Thèn Sìn, sau khi tiếp nhận công văn từ phía chính quyền địa phương, cả hệ thống chính trị và lực lượng thú y của xã đã nhanh chóng vào cuộc. Các trưởng thôn được giao làm đầu mối, phối hợp cùng với cán bộ chuyên môn xã triển khai kế hoạch phòng dịch về từng hộ chăn nuôi. Ủy ban xã Thèn Sìn đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, thứ nhất là dịch cúm trên đàn gia cầm H5N1. Thì là hiện nay trên địa bàn xã đã cử tất cả cán bộ xuống bản tập trung tuyên truyền để cho người dân thực hiện và thường xuyên phát thanh trên hệ thống loa phát thanh của xã để bà con nhân dân nắm được. Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn của huyện Tam Đường có tổng đàn gia cầm là 219.000 con. Trong thời gian qua, tại các hộ chăn nuôi không xuất hiện ổ dịch hay tình trạng gia cầm chết hàng loạt. Đồng thời, từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức hỗ trợ tiêm vaccine định kỳ đợt 1 trên đàn gia cầm với tổng số gần 110.000 liều và đang triển khai hỗ trợ tiêm phòng vaccine đợt 2, tổng số gần 94.000 liều tại 14 xã thị trấn. Với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm của huyện Tam Đường sẽ góp phần đẩy mạnh xây dựng vùng và cơ sở chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tủa Xín Trải là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ. Nhiều năm qua, người dân của 9 trên 11 bản ở xã luôn mong chờ đường sử dụng điện lưới quốc gia thay vì phải sử dụng nguồn điện yếu ớt từ những tấm pin năng lượng mặt trời hay những chiếc bình ắc quy. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời, những chiếc bình ắc quy chính là cách mà từ nhiều năm nay người dân ở bản Pu Chu Phì vẫn sử dụng để thắp sáng. Tuy nhiên, với mức giá khá cao thì không phải hộ gia đình nào cũng có thể trang bị những tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng. Bản Pu Chu Phì cách trung tâm xã Tủa Xín Trải 6 km, nhưng do điều kiện giao thông đi lại khó khăn nên việc đưa điện lưới quốc gia về đây vẫn chưa thể thực hiện được. Hiện bản có 35 hộ, trong đó có 18 hộ nghèo. Hiện mong muốn lớn nhất của bà con trong bản là có điện lưới quốc gia và nguồn nước thuận lợi để phục vụ cho việc sản xuất sinh hoạt. Trong bản này thì rất khó khăn về điện, xong là đề nghị bao nhiêu lần rồi nhưng mà bảo là năm này làm điện, xong rồi lại bảo năm kia làm. Đến bây giờ thì bà con trong bản này rất mong ước là nhà nước tạo điều kiện làm điện cho bà con trong này, thì làm mong ước lớn nhất của bà con. Đối với một số xã vùng cao của huyện Sìn Hồ, hiện nay vẫn còn rất nhiều bản chưa có điện lưới quốc gia và thường thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Xã Tủa Xín Trải là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xa xôi nhất của huyện Sìn Hồ. Vì vậy, số bản chưa có điện và thiếu nước sinh hoạt vẫn còn ở mức cao. Hiện xã có 11 bản, tuy nhiên có tới 9 bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Đa số các bản này, điều kiện giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Một số bản dân cư sống không tập trung nên việc thực hiện đưa điện lưới quốc gia đến bản chưa thể thực hiện được. Từ những hạn chế về điện lưới cũng như là nước sinh hoạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như hạn chế trong thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tủa Xín Trải vẫn còn 46,1%. Đối với cái điều kiện thực tế của địa bàn xã, với cái mong muốn nhất của cấp ủy chính quyền trong những thời gian tới, thì là cái thứ nhất là với vấn đề điện. Điện thì hiện nay đối với xã này có 9 bản, trên 11 bản chưa có điện lưới quốc gia. Còn nước sinh hoạt các bản thì nó thiếu chẳng chậm. Như cái mùa khô này thì nước không đảm bảo cho bà con nhân dân, chưa nói về tưới tiêu. Rồi là trong thời gian tới thì cũng rất là mong là được đảng nhà nước quan tâm, cứu điện cho các bản còn lại. Hiện nay mình không có điện thì nó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là thắp sáng cho bà con. Rồi là hiểu biết tuyên truyền các chính sách thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn, vì không có điện cho nên là công tác tuyên truyền nó cũng còn gặp nhiều khó khăn đối với bà con nhân dân. Không tivi, không sử dụng các thiết bị điện hiện đại mà được thay thế bằng những chiếc đài sử dụng pin, những chiếc bình ắc quy. Trước tình trạng này, người dân trên 9 bản của xã Tủa Xín Trải rất mong muốn được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt, nâng cao đời sống. Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung
và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quý vị thân mến, đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đường Đảng bộ xã Mường So, huyện Phong Thổ triển khai theo đúng thời gian và kế hoạch đã đề ra. Theo kế hoạch, sang tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã sẽ tiến hành tổ chức đại hội. Ngay sau khi tiếp thu chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ xã Mường So tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Song song với đó, thành lập các tiểu ban văn kiện, khánh tiết, tuyên truyền để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã theo đúng quy định. Chỉ đạo các chi bộ cơ sở, các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về nội dung của chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ cái cấp ủy chính quyền đến các ban ngành đoàn thể thì là cũng tuyên truyền cho bà con tầm quan trọng của cái Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ấy. Thì nói chung là chúng tôi cũng là tuyên truyền là để làm sao cho bà con hiểu là cái tầm quan trọng của cái đại hội. Thì thứ nhất là bây giờ tuyên truyền là thứ nhất là bằng miệng này, tuyên truyền cho bà con này. Thứ hai là các ban ngành đoàn thể này phối hợp với phụ nữ, thanh niên với lại các cựu chiến binh là tất cả những các ban ngành đoàn thể là cùng vào cuộc tuyên truyền bà con. Hiện nay Đảng bộ xã Mường So có 286 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ cơ sở. Để đảm bảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 5 tới, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ xong trong tháng 2. Bên cạnh đó thì chuẩn bị báo cáo chính trị và tổ chức lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy xét duyệt. Đến thời điểm này, báo cáo chính trị của Đảng bộ xã đã xong, công tác nhân sự được Đảng bộ xã quan tâm và thực hiện theo đúng quy trình và quy định đề ra. Các khâu chuẩn bị cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. Để thực hiện được cái đại hội đảng thành công tốt đẹp, Đảng bộ đã thành lập là tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban khánh tiết tuyên truyền và một số cái nội dung khác và đã phân công cho các đồng chí và tổ chức hội thảo lấy ý kiến là lần này là lần thứ 3 để trước khi chúng tôi trình lên cấp có thẩm quyền để xem xét cuối cùng. Và dự kiến của Đảng bộ là đến vào trung tuần tháng 5 sẽ đại hội đại biểu. Đại hội Đảng bộ là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, vững tin trên con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng xã ngày càng phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn của xã ngày càng khởi sắc đi lên.